Rồi chào bà con nha. Nay thì bà con bỏ K7 nè. K7 O7 đẹp cực kỳ luôn con. Mới vô trong thùng luôn bà con ơi. Quá trời đẹp luôn. K7 O7 mới vô trong thùng luôn bà con. Sơn cũng lộn rồi nè. Không hới luôn. K7 O7 bà con. Còn sớ còn đẹp cực kỳ luôn. Quá đẹp luôn. Đẹp như trong thùng bà con ơi. K7 O7. Vô bổng còn trắng tươi ở trong mà ít xài nè bà con. Ở trong trắng tươi ít xài nè. Quá đẹp luôn bà con ơi. Chớn ốc rồi còn bảy màu ở trên luôn, K7 O7 nha, ốc ác còn bảy màu luôn nè, đẹp cực kỳ luôn, quá đẹp. K7 O7 ốc ác nè con, coi lóc mái nha, quá trời đẹp luôn. K7 O7 nè, quá trời có lóc bà con ơi, lóc còn nhắn tươi luôn nè, quá đã luôn. Ốc ác nè con, nó xin lát rồi còn mới chát luôn nè, quá trời đã luôn, chát luôn mà con ơi. K7 O7 đẹp cực kỳ nha bà con, mới như trong thùng, ốc ác còn bảy màu luôn biết rồi nè. Chiều quảnh thay chất thử chạy cho bà con coi, quá đẹp. Chất sơn là còn nguyên dạng luôn bà con ơi, lắp trên lát ở trên nữa nè, quá đẹp luôn nè. Tay cầm rồi còn bảy màu luôn, tay dẫn rồi còn bảy màu, ốc ác thôi. Ốc chân nền còn mới chát luôn nè, ốc còn bảy màu luôn, khá đẹp bà con ơi. Quá đẹp luôn. O7 K7. Ốc còn bảy màu luôn bà con. Đẹp ghê không? Chưa chốc miếng nước sơn luôn, mới vô trong thùng mà coi. Con này có thể mới vô trong thùng luôn á. Con này là mới vô trong thùng luôn rồi con. Quá mới luôn. Quá đẹp. Mới vô trong thùng nha bà con. Quá đẹp. K7 O7 bảy ngửa bà con, ốc bác nè, trong tay số còn trắng tươi luôn nè, bảy màu luôn là biết ít xài nè. Sắn với đồ ốc rồi còn mới chát luôn, ít xài rồi con. Đây, ốc thủ sới luôn còn bảy màu luôn, bảy màu luôn nè, quá đẹp luôn bà con, ít xài con này ít xài nè, ốc rồi còn trắng tươi vậy nè. K7 O7 đẹp cực kỳ luôn, đẹp như trong thùng luôn. Chiều quay test thử chạy cho bà con coi nha. Đẹp không cưỡng nổi, ốc bô mà chưa có gì luôn nè, ốc bô mà còn bảy màu, cứ ít xài cái nào. Ốc bô chưa đen biết xài ít xài cái nào nè con. Ở trên còn trắng vậy nè. Con nào bô còn trắng ít xài nè. Ở trong còn trắng này đây. Ít xài, đẹp cực kỳ luôn. Quá đẹp, K7 O7. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Quá trời ốc ác rồi nè, bảy màu ở dưới như từng con bồ lon còn nguyên luôn bà con, khá đẹp. Ốc ác rồi ghê không, quá trời. Cái áo gió đẹp, ít con nào còn đẹp lắm bà con, đẹp như là dữ lắm rồi nè, quá đẹp bà con ơi. K7 O7 chiều qua chạy thử bà con coi. Thùng sới cũng đẹp nữa nè, thùng sới dàn sới đẹp luôn. Con này chưa chạy nhiêu bà con ơi, coi lóc ác cái nữa nha, coi nó ghiền, càng coi càng ghiền, quá trời đẹp, mới như trong thùng luôn, chưa chạy miếng nước sơn luôn bà con ơi, quá trời luôn, bóng rồi nè. K7 O7 nha bà con. Thắng bọng rồi còn khá đẹp luôn. Đèn đuốc đầy đủ, thắng là chưa xét luôn. Ốc ác tay cầm rồi còn mới luôn được không? Chứng tỏ là ít xài nè, không? Khá đẹp. K7 O7 nha bà con. Bánh bọng rồi đầy đủ luôn. Quá đẹp bà con ơi. Lông lên lấp lánh luôn, quá đã luôn. Con là có nhu cầu alo nè, 0886356707. K7 O7 đây, K7 là 7 ngựa các bà con, O7 là 7 ngựa.
2540 vòng phút tốc độ tối đa là 2540 vòng trên phút tốc độ cực nhanh luôn. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Khá đẹp. Mới về trong thùng nha bà con.